Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với video tiếp theo của em. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại xã An Hiệp của huyện Ba Tri. Đến đây để ghi hình đăng bán một cái đôi mẹ con. Ở đây có một con Angus siêu đỏ và một con mẹ bên kia là con mẹ Bosin. Đây, hai mẹ con. Thì ở đây thì cô chú anh chị và các bạn có thể thấy trực tiếp qua cái video của em ha. Đây là mẹ Bosin. Bosin tàn lớn nha, với khung tàn rất là đẹp luôn. À, thấy không? Khung tàn rất là đẹp, chân móng sò rúng nè. À, con này thì cấp mình rất là to. Con này thì nó đẻ lứa này là lứa thứ, đang mang thai lứa thứ tư nha, mang thai mà chưa khám được, mới 2 tháng thôi. Còn con là con Angus nè, nó giống không? Tướng tá AC luôn á, rúng là chân móng nè. Angus siêu rõ nha. Cái con này nó chân bên đây nó có một cái ổ áp xe. À, chân ổ áp xe thì con bò này nó khá là đẹp. Tướng tá rất là giống bò mẹ luôn. Nè. Mặt mày nè, không? Angus cái nha. Con này thì được 6 tháng 7 tháng gì đây. Nè, 6 7 tháng gì. Đó. À. Angus rúng đầy đủ, sái nghiêm chỉnh. Em mở sái cho cô chú anh chị của bạn ta xem nè. Cái lưng nè, cái lưng nè, thấy không? Mẹ cái lưng nè. À, đuôi nè, hết biết không? Còn đuôi nè. Hai mẹ con thì đang đứng nè. Nghe nè em ơi, chiếc xe hả, trong cái bóp bỏ nhà, bỏ trong nhà vậy về rồi điện chị đi. Ừ, trong cái bóp của anh, trong bóp của anh quẹo. Ừ, đem về nhà hả? Ông làm gì mà điện ông không được, kêu chị của anh kiếm ông. Đây, Angus. Chân nó có áp xe nha cô chú chị của bạn. Cái này thì bà con cô bác chúng ta mua về, chúng ta mua amoxicillin 20% cho nó uống ha. Nè, áp xe ở dưới chân á, chân bên kia. À, mua amoxicillin 20% về chúng ta cho nó uống 4 ngày liên tiếp, mỗi ngày 2 lần ha. Nè, Angus siêu rõ nha. Con này có giá là 20 triệu. Còn con mẹ bên đây nè, nhìn cái đuôi, hết biết cái đuôi không? Con này là Bosin. Y bên kia, con này bơm 2 tháng rồi. Con này bơm lại Angus luôn nha. Con này bơm lại Angus luôn. Nhìn tàn, hết biết cái tàn không? Đó, còn để em qua bản cho chúng chị bạn xem cho kỹ. Bò này nó dễ cực kỳ luôn. Xem bản này. Nè, coi tàn hết biết không? Thì bánh nữa. Ôi à, tức á, đúng rồi. Nè, con này thì chiều cao khoảng 1m3 bò thôi. Con này đang mang bơm tinh lứa thứ tư nha. Đó, con này đẻ được 3 con à. Coi dàn lưng hết biết, sấy nghiêm chỉnh sấy lưng. Đó. Phóng 7 thùng tàn. Chân móng sò. Con này thì hiện đang có giá bán là 32 triệu. Nếu như mà tách nó ra thì là 32 triệu. Con này chưa bao chữa, chưa khám được nha. Hết biết không? Xe bánh đi con. Đó, mình coi nè. Tàn ghê gớm cái tàn không? 32 triệu. Chưa bao chữa. Làm gì đứng nó nép qua đây không mà cà bên kia nắng. Thiệt tình chứ. Con này thì bao chữa bao lò lú của chú anh chị các bạn ha. Đi quanh kia. Thôi coi dàn lưng nó nè. Để đo thử. Chưa có đụng nữa. Hết biết cái dàn lưng luôn ông nội ơi.
trái nè. Con này thì bao chữa bao lòi lú. Sao mà 3 tháng cô chú anh chị các bạn mua về, nếu mà trong vòng 3 tháng đó mà cô chú anh chị các bạn thấy nó có hiện tượng mà lòi lú hí tử cung thì em sẽ nhận lại và hoàn tiền đầy đủ cho cô chú anh chị các bạn nha. Y bò rất là đẹp luôn, rất là tốt nha, tốt hạng ghê. Có dàn thùng nè. Rất là tốt. Con này nếu mà tách mình nó ra thì nó có giá là 32 triệu của chính triệu các bạn. Chưa bao chữa nha. Hết biết dàn thịt dàn lưng. Cô chú anh chị các bạn nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Chân móng cũng đẹp. Con Angus hồi nãy thì có giá là 20 triệu. Còn con mẹ này có giá là 32 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nào cảm thấy ưng muốn mua thì cứ liên hệ với em. Rất là đẹp luôn. Khoảng nắng. Rồi đứng im đó, đứng im đó, đứng im đó. Phụ em tay cái anh. Siêu anh. Siêu anh kia coi quay cái mình mấy làm gì. Đúng rồi, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Thương xung quá. Đứng cho đàng hoàng lại chụp tấm hình coi. Nè, con anh gút nè. Ngon gút nè, coi em dài nó lúc trong. Không. Còn bò mẹ này cứ đứng cái tướng gì đâu mà ngộ lạ là chứ. Chơi quên kia con. Nè con. Rồi. Ok, đứng im đó, đứng im đó. Đừng có tấp qua nữa. Chết quớt luôn, chị qua đứng ngay góc bên kia mẹ. Chị đón nghe nó lại, nó đứng im ngay ngắn lại cho em làm tấm hình nè. Rồi, đứng im. Đứng đó. Rồi, nắm vào nó lại. Rồi ok rồi. Rồi ok. Quay mặt ở đây coi. Đi. Rồi. Ok. Nè. Bên kia chút coi. Chút. Ừ, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Ok. Rồi, thì hồi nãy đến giờ thì em cũng cố gắng để sửa nó lại để lấy một cái khung hình. Đó, cô chú anh chị bạn thấy không? Rất là tốt luôn. Thì bây giờ em sẽ đo thử chiều cao, gửi đến cô chú anh chị của các bạn chúng ta nhắm xem. Mình coi thì mình mua được thì mình cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Đó, đây bây giờ em chuẩn bị em đo chiều cao. Rồi em sẽ báo cho bà con cô bác ta nhắm xem. Này thì con Angus này có giá là 20 triệu. Còn cái con bò bên kia có giá là 32 triệu. Con bò mẹ bên kia có giá là 32 triệu nha. Đó, giá đó tách ra đó. Thì con Angus siêu đỏ này có giá là 20 triệu. Còn con bò mẹ bô xin bên kia có giá là 32. Để em nhờ cái anh chủ nhà anh cầm cái máy kia đo chiều cao gửi đến bà con cô bác ta nhắm xem coi mình mua được không. Nếu mua được thì cứ liên hệ với em, số điện thoại em để trên màn hình nha. Con Angus này chiều cao nó khoảng ở phía sau xương khu nó là 1m18. Còn con bò mẹ này thì rất là to luôn. Con này chiều cao 1m35. Tại phía sau khu nó là 1m35. Thì cô chú anh chị các bạn nào mua hết bộ mẹ con cũng được, mà tách con bò mẹ ra cũng được, tách bò con ra cũng được. Rồi thì bây giờ em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Hẹn gặp lại, kính chào.